Sau 6 năm gắn bó, Sergio Romero chia tay Man United vào tháng 6 năm 2021. Suốt trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, thủ thành người Argentina không thể tìm cho mình bến đỗ mới, dù từng đạt được thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ Granada. Hơn một tháng sau khi kỳ chuyển nhượng hè hạ màn, Romero vừa thoát cảnh thất nghiệp. Cụ thể, anh đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Venezia vào ngày hôm nay. Trên trang chủ, đội bóng tân binh của Serie A vừa vui mừng thông báo hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng theo dạng tự do về Sergio Romero. Giao kèo giữa thủ môn người Argentina và Venezia có thời hạn đến hết mùa giải 2021-2022. Như vậy, Sergio Romero đã trở lại Italia sau 6 năm chia tay. Trước đó, anh từng có khoảng thời gian chơi cho Sampdoria. Ở trận chung kết Nations League, Raphael Varane đã gặp chấn thương ở cuối hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ 28 tuổi phải chịu đá ở đùi khi ngồi trên ghế dự bị. Trong sáng nay, Varane đã có mặt ở trung tâm quarantine để được các bác sĩ kiểm tra chấn thương. Theo L'Equipe, những đánh giá ban đầu kết luận Varane sẽ cần thêm vài ngày nghỉ ngơi và sẽ không thể tham dự thi đấu gặp Leicester City vào cuối tuần này. Như vậy, Man United sẽ bước vào cuộc chiến với Leicester City mà không có cặp trung vệ Varane Maguire. Hợp đồng với Jesse Lingard và Man United chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải. Trong những tuần gần đây, hai bên đã bắt đầu đàm phán gia hạn nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Lingard đồng ý ở lại Man United nhưng với điều kiện anh phải được ra sân thường xuyên. Trong khi đó, Solskjaer dường như không đảm bảo được vấn đề này. Theo kế hoạch, Solskjaer chỉ trao cơ hội cho Lingard tại Champions League, các giải đấu cúp và thường xuyên ngồi dự bị ở Premier League. Theo Sun Sport, Man United sẽ không nhượng bộ thêm với Lingard. Nếu tiền vệ người Anh tiếp tục từ chối gia hạn hợp đồng, Quỷ Đỏ sẽ rào bán anh vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội chủ sân Old Trafford muốn thu về khoảng 15 triệu bảng khi hợp đồng của Lingard còn 6 tháng. Tính cú đúp vào lưới của Gibraltar, Memphis Depay đã có được 13 bàn trong năm 2021. Như vậy, tiền đạo người Hà Lan đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Hà Lan trong một năm dương lịch. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Patrick Kluivert với 12 pha lập công vào năm 2000. Tính riêng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Memphis Depay đã ghi được 9 bàn và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ngoài ra, tiền đạo của Barcelona còn có 8 pha kiến tạo. Không chỉ ghi bàn, Memphis còn là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Vì chấn thương nên Diogo Jota đã vắng mặt trong trận đấu giữa Bồ và Qatar. Tình trạng của Jota có vẻ nghiêm trọng bởi tiền đạo của Liverpool đã không thể tham gia buổi tập luyện. Trong cuộc với lời phỏng vấn trước thời trận đấu với Luxembourg, huấn luyện viên Fernando Santos cho biết ông có thể gửi tiền đạo 24 tuổi trở lại Liverpool. Jota chỉ tập được một lúc và không thể tham gia tập cùng với cả đội. Khả năng của anh ra sân là rất thấp. Tôi sẽ trao đổi với Jota để xem tình trạng của cậu ấy như thế nào. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cậu ấy có thể vào sân cùng với dự bị. Còn nếu không, chúng tôi sẽ trả cậu ấy về câu lạc bộ sớm. Các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng quên đi thất bại trước Trung Quốc để tập trung cho thử thách thứ tư ở vòng loại thứ ba này. Trong buổi họp báo trước trận, đội trưởng Quách Ngọc Hải cũng khẳng định đội tuyển sẽ dành sự tập trung tối đa. Chúng tôi chưa giành được điểm số nào, nhưng tất cả mọi thứ từ lối chơi, sự tự tin, tinh thần chiến đấu, tôi nghĩ là chúng tôi đã thể hiện tốt trong 3 trận vừa qua. Đây là lần đầu tiên chúng tôi vào đến vòng loại thứ ba nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm và chúng tôi đang học hỏi từng ngày. Chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu và cố gắng cải thiện các vấn đề còn tồn đọng để có thể giành điểm trước Oman. Cũng trong buổi họp báo, Forhauser cũng khẳng định sẵn sàng hứng chịu mọi sự chỉ trích thay cho các học trò. Nhờ đó, các cầu thủ đã giải tỏa được sức ép sau trận thua Trung Quốc. Toàn đội cũng đã họp bàn chiến thuật để rút kinh nghiệm cho trận đấu tối nay với Oman.